Rồi đây các bạn, anh Phi lại tiếp tục tới với các bạn qua một đơn hàng nữa nha. Bây giờ là cục hàng gửi đi Vĩnh Long, con khủng long đã xong rồi đây. Và bây giờ thì tiếp tục tới cái con này 6101B, đó chính là con Thái Dương Thần Võ. Anh Phi sẽ đóng hàng cho các bạn nha. Nhưng trước khi đóng thì phải test cái đã, lúc nào cũng vậy hết, khui nó ra. Bạn này thì là một cái địa chỉ rất là quen thuộc với anh Phi. Một là quen thuộc bởi vì nó ở ngày xưa nó thuộc Châu Thành Tiền Giang. Hai là bạn này cũng mua hàng nhiều lần rồi nhé. Nhưng mà sáng nay vui lắm, bạn thì đặt hàng nhưng mà thường thì anh liên lạc với Zalo của mẹ bạn. Nhưng mà sáng nay khi anh Phi liên lạc Zalo á thì những cái tin nhắn ngộ sẽ nhắn cho anh Phi, thì anh Phi mới gọi lại cho công tài, thì công tài báo chắc do em con nó sử dụng máy của mẹ. Những cái tình huống bán hàng này nó rất là nguy hiểm nha các bạn. Khi mà nhắn tin cho phụ huynh mà nhận được những cái tin nhắn lạ đó, thường người ta sẽ đánh giá ngay là do trẻ nhỏ phá. Nhưng nếu không phải là vì công tài liên lạc và mua hàng với anh Phi nhiều đơn thì anh Phi sẽ nhận thức rằng đơn này là do trẻ nhỏ liền ngay tức khắc. Cho nên cái điều đó nó cũng khá là khó ha các bạn ha. Nhưng mà thôi thì cho chuyện đó giải thích qua chút xíu để các bạn có thể hiểu. À, có thể các bạn là nghiêm túc mua hàng nhưng em các bạn không biết, em các bạn lên chát nhăn chát cuội tại vì nó đâu có biết chữ đâu ha. Cái giải chữ của nó nhìn giải nhà nào cũng như giải nào, cho nên nó sẽ xảy ra những cái tình huống hiểu lầm nha. Cho nên các bạn khi mua hàng thì các bạn sẽ phải cân chỉnh chuyện đó. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ biến nó thành chiếc xe rồi đây, các bạn thấy không? Đây, đơn giản chưa? Rồi bập nó ra đấy. Đây ha, đó. Hàng này là hàng Liên Đông chính hiệu nha các bạn nhé. Trên dây của nó vẫn có chữ Liên Đông nè, các bạn thấy không? Các bạn đừng nghĩ nó là hàng này là hàng phay anh Phi. Phay thì anh Phi sẽ nói phay ha, không có gì phải giấu giếm hết á ha. Phay thì nói phay, hàng bình dân thì nói là bình dân. Con này thì cũng bình dân đó các bạn. Với một cái đồ chơi như thế này mà một trăm mấy chục ngàn thì không có thể gọi nó là hàng cao cấp. Nhưng ít nhất thì nó là hàng do Liên Đông sản xuất. Thì Liên Đông là một cái hãng sản xuất đồ chơi cũng khá là nổi tiếng ở Trung Quốc. Nó thì chất lượng nó sẽ xếp sau nha. Chất lượng nó sẽ xếp sau thằng Âu Đì nha các bạn nhé. Nó không có trên Âu Đì được đâu. Nhưng mà nó xếp sau, nhưng mà nó cũng là thuộc hàng có bản quyền, có đăng ký thương mại đàng hoàng nhé. Bằng chứng là trên cái chữ Liên Đông của nó có chữ R. Thông thường đây nè, trên Liên Đông nó có chữ R ha. R này tiếng Anh nó là đăng ký độc quyền đó các bạn nè, ở đây nè. Nó hơi khó nhìn chút xíu ha, focus lên nè, có chữ R nè. Đó, rồi cái nhãn hàng này là có chữ TM nữa nè. Đó, thấy không, bộ phim này có chữ TM. Chữ TM đại diện cho cái gì thì anh Phi sẽ giải thích sau đi. Trước hết là chúng ta sẽ nhìn vào chữ R trước. Những cái nhãn hiệu nó mang tính chất độc quyền như Audi rồi thì nó sẽ có chữ R ở trên đó hết. Đây, anh Phi sẽ chỉ cho các bạn nha. Thường á là đây nè các bạn thấy không, logo Audi nè, nó có chữ R nè thấy không. Focus lại để các bạn có thể thấy. Con này thì chút xíu anh Phi đóng sau nha. Nè các bạn thấy không, có chữ R nè. Đó, là những cái nhãn hiệu mang tính chất độc quyền nha các bạn nhé. Là họ đã mua bảo hộ độc quyền với những cái cơ quan nhà nước, nước sở tại hoặc là những cái châu lục nhé. Bảo vệ độc quyền thì không hẳn là chỉ là một quốc gia. Họ có những cái gối, chẳng hạn như bảo vệ toàn thế giới. Chẳng hạn như Toyota nè, chẳng hạn như Honda nè. Đó là những cái nhãn hàng về xe được bảo vệ toàn thế giới. Bởi vì họ mua bản quyền cho toàn thế giới. Có những cái nhãn hiệu thì chỉ bảo vệ ở khu vực châu Á của chúng ta hoặc Đông Nam Á của chúng ta thôi. Thì nó có nhiều cách lắm các bạn nhé. Cái đó thì lớn lên đi rồi biết. Còn bây giờ thì đơn giản anh Huy đã test xong rồi. Và anh Huy sẽ gửi cái này về cho bạn bé Công Tài. Bạn Công Tài. Với các bạn thì có thể gọi là bạn Công Tài. Còn anh Phi thì anh Phi gọi bé Công Tài. Bởi vì sao? Bởi vì bạn còn khá là nhỏ so với anh Phi nha. Cho nên anh Phi gọi là bé đi ha, cho nó dễ thương, nó gần gũi nha. Đấy. Rồi đây anh Phi sẽ tiếp tục làm cái hộp đó. Cho nên nó là nhiều khi anh Phi, những cái gì anh Phi nói nhiều khi các bạn cảm thấy nó thường lắm. Nó đi nói lại nó hoài, anh Phi nói hoài có câu chuyện đó. Nhưng mà nói hoài mà nhiều khi các bạn lại đụng chuyện, nhiều khi không hiểu nữa nha. Giống như sáng nay anh Huy nhắn cho mẹ bạn, bạn Công Tài có mua cái món này em gửi hàng nha chị. Cái tự nhiên anh Huy nhận được một cuộc gọi nhỡ từ Zalo, xong cái anh Huy gọi lại thì không bắt máy đó. Xong cái anh Huy nhắn lại thì nó nhắn cho anh Huy nguyên một cái giải chữ từ mặt trăng luôn á nha. Cái giải chữ từ người ở mặt trăng á, là
chị Hằng chú Cụi nhắn cho anh Huy nha. Sau khi nhắn xong thì anh Huy mới giật mình, anh Huy thôi gọi lại cho bé Công Tài cho an toàn. Đó. Công Tài thì liên lạc với anh Huy từ hôm qua lận, nhưng mà hôm qua lúc mà Công Tài liên lạc với anh Phi thì anh Phi còn đang ở trên xe. Hôm qua thì anh Phi, chị Thư, bạn Nam, bạn Bối thì đi về thành phố Hồ Chí Minh bằng xe Phương Trang ha, xe giường nằm Phương Trang, mà cái loại giường nằm mà nó có cái rèm kéo ngang đó các bạn, là cái rèm kéo để mình gọi là riêng biệt cho từng người á. Thì đi về bằng xe đó, nhưng mà đi về bằng xe đó thì nó rất là hay cái ho các bạn, nó rất là yên ắng, nó không có bị sai xe. Nhưng nó có một cái điều bất tiện mà anh Phi cảm thấy nó khó xử chút á, là nếu đang đi trên đường mà các bạn mà mắc toilet á là rất là mệt mỏi nhé. Đó. Bởi vì ngày hôm qua thì trong đoàn của anh Phi cũng có một bạn mắc toilet, nhưng bạn cũng nhỏ cho nên đó là tìm cách xử ở trên xe được. Nhưng mà nếu mà bạn lớn như anh Phi thì chắc chịu thua quá, chắc nhảy xuống xe luôn á mấy bạn. Chứ làm sao giờ? À, mắc toilet mà không cho được cho đi là chỉ có chết thôi nha, chứ không có sống nổi đâu. Trong những tình huống đó thì các bạn cứ lên thẳng trên ghế bắt tài, phía sau lưng ghế bắt tài thì sẽ có một cái anh lơ xe, mà tạm gọi là anh phụ á, người theo quản lý á. Hồi xưa người ta kêu bằng là đi lơ xe, nhưng mà bây giờ thì người ta gọi là quản lý nha. Thì báo lại với ảnh xem coi giải quyết như thế nào, nhưng mà các bạn phải giải quyết sớm nha. Tại vì người ta sẽ cần một cái khoảng thời gian nhất định để người ta tấp vào, ghé vào. Nếu không phải là cao tốc, còn cao tốc thì thực sự ra nó cũng có đường tránh nạn thì cũng ghé được các bạn, chứ không phải là không. Nhưng mà vô cái giai đoạn mà bị gọi là anh Huy đi cao tốc, anh Huy cảm thấy là người ta đi không đúng, là vô một cái giai đoạn nào đó người ta chạy vô cái đường tránh nạn đó luôn để người ta đi. Cho nên khi mà những cái chiếc xe mà họ cần kiếp mà ghé vào để giải quyết những cái tình huống gấp thì lại không ghé vào được ha. Cho nên họ cần một khoảng thời gian để họ xử lý cái phần đó. Các bạn phải báo sớm chứ đừng có chờ tới nơi ha, là mắc quá chịu không nổi rồi mới la làng lên là họ không có kịp ghé vô, là lúc đó là các bạn tè trên xe luôn. Tại vì sao anh Phi đưa ra điều này trên chính cái clip của mình? Một là do anh Phi trải nghiệm qua, anh Phi thấy thứ nhất là các bạn là trẻ nhỏ, các bạn nói nhiều khi người lớn họ không có lắng nghe, hoặc là họ nghe mà họ nghe không hết chẳng hạn vậy ha, để cho xảy ra những cái tình trạng đó. Một là các bạn tè trên xe luôn đó, nó sẽ xảy ra một cái cảm giác xấu hổ sau này. Hai là các bạn sẽ bị ảnh hưởng về sức khỏe nha, nhịn cái gì chứ không có được nhịn tè nha, cho nên đó là không có nhịn đó. Trong tình huống đó phải báo ba mẹ đi xử lý liền, chứ không có ở đó mà nhịn xong rồi hả nó xảy ra tình trạng là ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Cho nên là các bạn thấy không. Nhưng mà thật sự là sau 3 tiếng chạy xe thì họ cũng ghé ở đâu đó các bạn nhé. Họ cũng ghé ở đâu đó để họ cho các bạn ăn uống đi xì. Nhưng mà cái chuyện mà phát sinh bất ngờ thì không ai biết đâu các bạn nhé. Cho nên là lên trên xe có uống nước thì nhắm môi thôi nha. Đừng có uống quá nhiều, uống ực ực như khi ở dưới nói chung là uống ực ực như là ở dưới đất liền nha. Lên xe rồi thì phải cẩn thận, như là cẩn thận khu ăn uống á. Nhiều khi các bạn đi ăn, các bạn thích nước ngọt, các bạn đè, các bạn uống cho nhiều vô. Lúc đó thì đâu có mắc tè ha. Lên tới xe 5 phút sau lúc đó mới chết giấc nha. Cho nên cái chuyện ăn uống và uống nước thì cũng phải cân đối. Chuyện này thì cũng ít ai nói với các bạn lắm, ít ai suy nghĩ tới chuyện này. Tại chuyện này cũng không phải chuyện để nói ra mang tính chất đại chúng. Nhưng mà sau khi anh Phi gặp những cái khó khăn đó thì anh Phi chia sẻ với các bạn về vấn đề du lịch thì nó là như vậy. Nhưng mà sau chiếc xe limousine đó nó không có cái toilet ở trên xe luôn thì anh Phi không biết nha. Rồi bây giờ thì anh Phi xong rồi nè. Cái cục này anh Phi sẽ gửi về ấp Giáp Nước. Ngày xưa nó thuộc Phước Hạnh hả? Ấp Giáp Nước là Phước Hạnh, Châu Thành, Tiền Giang hả? Không đâu, hồi xưa nó thuộc Thành Phú à. Ấp Giáp Nước này là thuộc Thành Phú, Châu Thành, Tiền Giang. Rồi sau này khi nó về với Mỹ Tho nó mới thuộc cái phường, cái xã Phước Hạnh, Mỹ Tho. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ đóng cái này ha, và sẽ gửi về giao cho bạn Công Tài. Bạn Công Tài nhớ nghe điện thoại nhé. Rồi bye bye và hẹn gặp lại.